Công ty cổ phần Autodesk Việt Nam xin kính chào tất cả quý khách hàng. Hôm nay tôi rất vinh dự được giới thiệu cho quý khách hàng chương trình tri ân khách hàng Jack năm 2017. Trong chương trình tri ân thì chúng tôi sẽ tặng miễn phí nhớt máy, lọc dầu thô, lọc dầu tinh, lọc nhớt và miễn phí nhân công kiểm tra. Đây chúng ta có một khách hàng tới để kiểm tra xem. Và chương trình này áp dụng đối với khách hàng OC trong 2 năm 2016 và 2017. Thời gian thực hiện chương trình là 9 ngày tại đại lý Phúc Khang, từ ngày 12 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10 năm 2017. Đây là bộ chúng tôi sẽ tặng cho khách hàng đây. Thứ nhất chúng ta có một bình dầu, bình nhớt máy. Thứ hai là cái lọc nhớt. Thứ ba là lọc dầu thô. Và thứ tư là cái lọc dầu tinh này. Tất cả sản phẩm đều được nhập khẩu từ tập đoàn Jack Trung Quốc chuyển về hết. Số cùng không máy gì không? Không. Anh ghi này, em ghi cho em luôn số đây. Quý khách hàng đang tới để được thay miễn phí. Đây rất là nhiều. Vì chỉ kia chúng ta gọi là máy là chụp cái này là nè. Chụp cái này rồi điện thoại không? Thôi bây giờ ghi luôn ha. Ghi số luôn.